Chiều ngày 4 tháng 9 năm 2023, người dân bắt đầu quay lại thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, khiến cửa ngõ phía Tây trở nên đông đúc. Khoảng 15 giờ, lượng phương tiện bắt đầu tăng cao trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, trong đó xe máy chiếm số đông. Lúc 1 giờ rưỡi khởi hành từ Chợ Vinh lên thành phố, qua cầu Rạch Miễu không bị kẹt xe được, không thoáng rồi. Lên tới thành phố Hồ Chí Minh, địa phận của Bình Chánh, hiện tại thì anh thấy cái tình hình giao thông trên này nó có kẹt hơn lúc mà anh đi về không? Kẹt khúc trung lương chút xíu rồi. Trên đường đi thì có những cái điểm lộ trình của anh đi thì có cảnh sát giao thông ta điều tiết như thế nào không anh? Có giao thông điều tiết, có đường có dễ chạy. Đường anh đi thì chiều nay thì có nó có gặp khó khăn gì không ạ? À? Hiện tại thì không, mình đi cũng thuận tiện, sẽ hơi đông chút xíu nhưng mà vẫn chạy được bình thường, nó không bị kẹt lại. Hôm mình về là hôm thứ năm thì bị kẹt cũng khá là nhiều, nhưng mà đoạn lên á thì lại bất ngờ lại không có bị kẹt. Đường đi cũng không thấy không có bị kẹt lại nào hết. Cuối giờ chiều, khu vực qua địa bàn huyện Bình Chánh, lượng phương tiện tăng cao. Một số thời điểm giao thông trên quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết, quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Chí tại huyện Bình Chánh ùn ứ một số thời điểm. Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông cùng thanh niên xung phong cũng có mặt để điều tiết phân luồng. Tại bến xe miền Tây, lượng phương tiện ô tô ra vào bến liên tục. Theo đại diện bến xe, do ngày cuối cùng của ngày nghỉ lễ, người dân quay lại thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm việc nên lượng xe tăng cao. Tuy nhiên, tình hình giao thông trong và trước bến vẫn được đảm bảo thông suốt. Càng về tối, lượng người xe từ các tỉnh miền Tây vẫn tiếp tục tăng lên, di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh.